còn nhiêu đây anh? Cái này người ta bán rẻ hả cô? 13 ngàn. 13 ngàn, rồi cô còn có nhiêu đây hả? Còn nhiêu là bởi ăn cơm nguội đó. Trừ cái này mới mốt không có là mình ăn. Tôi ăn ít nhiều nhưng chó nhiều để nó đói tụi mày đi. Nếu không có là còn gắn bò nước ngập gắn nó bò như vậy nè. Dạ. Giỏi vô dữ lắm. Rồi tôi không dám ở nhà, tôi đi ngủ ở ngoài bụi chuối á. Dạ. Ban đêm á. Là ban đêm nước ngập lại gắn nó bò lên đây. Rồi sao cô không xin nhà người ta, cô ở cô ra bụi chuối cô ngủ? Ngoài là ngoài mưa hay sao cô? Mưa thì ngồi hút rồi cả chục bao nhiêu chục lần đếm mà. Mũi nó cắn vuốt gì nè. Còn bụng có khi cái bụng nghe gờ không có cơm mà ngồi ở đây không dám. Có nghĩa là ngoài lầm có bữa không có cơm cũng nhịn đói luôn. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại xã Tân Mỹ, huyện Châu Ân, tỉnh Vĩnh Long, và đồng hành với Nghĩa đây là anh thứ mấy? Dạ em tên Thảo. Anh Thảo. Dạ. Anh Thảo có dẫn Nghĩa đến một hoàn cảnh của một cô sống trong căn nhà đây cô chú anh chị. Anh có thể cho em biết là hoàn cảnh cô như thế nào cô ha? Dạ cũng thưa anh, em đi mua bò. Dạ. Rồi em thấy hoàn cảnh của chị của cô này nè, cũng dạ, như bệnh mà không chồng không con. Dạ. Mà chỉ ngồi cổ lết lần trước nè. Dạ. Rồi nhiều lần ngay ngang rồi em là để điện lên anh. Dạ. Kênh em cũng xem cái kênh anh rất nhiều. Dạ. Ủng hộ cũng mến lắm. Rồi em cầm cái nửa tháng nay em không dám điện. Dạ. Em run quá trời, em sợ. Rồi biết rồi em thấy của hổm, em thấy em liều em điện đại. Dạ. Để anh xuống anh chia sẻ coi có giúp được cho cổ gì không. Dạ. Dạ. Là cô sống một mình anh hả? Dạ thưa, sống có một mình. Dạ. Hoàn cảnh thấy bà khổ quá trời. Dạ. Dạ. Dạ thôi em xin phép anh em mình vô trong gặp dạ, cô dạ, ha. Dạ, em mời anh. À, Nghĩa xin mời quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay. Cuộc sống của cô thì đây là cái nhà này cũng tạm bợ anh ha. Dạ. Cũng như là cái này chỉ ở đậu. Ở đậu thôi chứ cũng không có cái gọi chứ. Dạ. Dạ. Chị ơi. Chị. Có anh này, anh Nghĩa xuống này đi. Dạ, con hoàn cảnh của chị. Con chào cô. Dạ. Cô cho con gửi cái này ha. Gửi này. Cô thứ mấy cô ơi? Dạ là tôi thứ tư. Cô tư ha, cô dạ. Tư năm nay nhiêu tuổi rồi cô Tư? 60 mấy rồi. Cô Tư nói lớn lớn con ha. Dạ 60 mấy rồi. 60 mấy ha. Rồi hồi trước giờ cô Tư ở đây hả? Không có, hồi trước dịch giờ tôi như vô gia cư đi mượn mướn ở tùm lum hết à. Dạ. Rồi sau ở đây người ta nói tôi cho cần người ở cái hợp tác ở đây. Rồi tôi vô đây ở một năm mấy rồi thở thời gian rồi cũng tới giờ tôi cũng đi mài mướn thê gì tôi mần cái nấy rồi giờ bệnh đi không nổi á. Dạ. Bệnh không nổi rồi có khi có cơm ăn khi không có mần không nổi rồi xuống dưới vào cầu đó bứt bạc cái mấy dầm với cái rau chai đó ăn á rồi giờ đi không nổi rồi nó mệt chứ giờ bệnh bị tim bị khớp á. Dạ. Khớp trước khi đi được rồi có chiếc xe đạp á, xe đạp cùi đó. Dạ. Nó làm chân dẫn đi có người ta gặp thì người ta kè. Giờ khi có gạo ăn thì cũng nhìn đó không có gạo đâu. Tụi chân chó. Tôi muốn nhiều khi tôi muốn chết rồi. Tôi không muốn sống. Khổ sống khổ trời. Cái chỗ ở này của cô là của người ta hả? Của người ta ở đậu đó, không phải của tôi. Dạ. Là ở đậu lâu chứ cô nói năm mấy hả? Năm mấy rồi. Rồi hồi trước giờ là cô đi làm chỗ này chỗ kia. Làm đâu người ta cho ở có khi có tiền cũng mướn rồi có khi được từ thiện nhưng năm nay không có, có cô Hồng ở trong với bà Năm Đen á lâu cho chén gạo ít gạo vậy đó. Dạ. Yeah. Cô Hồng là cô người Khmer mà chuẩn có chuẩn áp mà nghỉ rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi cổ nói đi kiếm đâu được chỗ thì nhà nước xin đi rồi cổ cho cây với bà Năm Đen cho cây cất trời ở. Dạ. Yeah. Ở đây nhiều cái cũng khổ lắm, tàn hiếp cũng khổ lắm. Cô cho con hỏi là chú đâu cô? Thôi rồi năm 93 ở Long Xuyên. À rồi cô với chú có con không cô? Có.
luôn đứa. Dạ. Rồi 4 tuổi nó té dưới sông á. À, con cô mất rồi hả? Té hồi 4 tuổi. Là lúc mà con cô mất là chú còn ở chung cô không? Ở Long Xuyên. Ổng ở Long Xuyên á. Không, ý là lúc mà con cô mất là cô với chú chia tay chưa? Rồi. Chia tay rồi là cô nuôi con cô ha. Rồi con rồi, con cô bị té xong mất. Dạ. Dạ, rồi từ đó là cô đi làm chỗ này chỗ kia suốt vậy đó. Ừ. Mới năm mấy về đây là cô đi làm thuê cho người ta cô hả? Có mừng bữa có bữa không. Dạ. Rồi cháu nó thấy già rồi mừng nổi. Nó mượn cho số vốn bán tiệm đây thời gian rồi ăn trộm lấy hết nó. Nó đi cái đường đó, nó cái thùng đó sắt con dắt nó đùa ra, nó dọn đi đường đó đó. Nó đổ nước, đập chó, đập hình dân tới nay mấy tháng này tôi buồn, tôi bữa ở đây không ở. Đập hình, đập đồ rồi, rút trụ điện, quýnh chó rồi. Lấy đồ đây biết nhiều lấy chưa. Đồ bán tiệm á. Dạ. Nhiều lắm. Là hồi đó là cô bán tiệm mà bị ăn trộm. Về đây bán được vài tháng. Dạ, ý là cô về đây cô bán tiệm rồi ăn trộm vô lấy đồ của cô. Đi mần mướn rồi cháu nó nói là già mặn nổi nó cho mượn tiền. Dạ. Rồi bán đồ bán được mấy tháng rồi ăn trộm lấy hết đồ hồi tháng 10 tới giờ. Tháng 10 là tháng 10 năm rồi cô ha. Tháng 10 rồi bây giờ bước qua tháng 4 nè. Dạ, ý là tháng 10 năm rồi. Là từ cái khoảng hết vốn đó là cô đi làm thuê cho người ta. Mà bữa nào bệnh thì không có làm. Ừ, có người ta cho ăn, có khi bà ăn cửa này bà với cô mới cho. Dạ. Rồi điện nữa không có đẹp, còn gắn bò nước ngập gắn nó bò vô đây nè. Dạ. Rồi vô dữ lắm. Rồi tôi không dám ở nhà, tôi đi ngủ ở ngoài bụi chuối á. Dạ. Ban đêm á. Là ban đêm nước ngập là gắn nó bò lên đây. Rồi sao cô không xin nhà người ta, cô ở cô ra bụi chuối cô ngủ. Rồi có mình anh phiền rồi là sao cái bà Năm Đen chẳng bác kêu vô chẳng ngủ. Dạ. Rồi trời mưa có khi vô bác cho thuốc uống rồi. Cho thuốc uống rồi ngủ nhà bà, cái gì bác cho cơm ăn, bác lấy quần áo cho bận á. Dạ. Rồi vô trong mưa với rừng cam khó đi. Rồi ngủ đám chuối lúc trời còn mưa đó, đám chuối lề có khi ngủ rồi nằm sắp dưới mé bờ ruộng cũng có. Trời ơi. Nhiều chỗ lắm. Rồi ở đây cái về cũng trời nắng mưa, chỉ đêm có khi ở khi không có ở đây. Không có hợp pháp. Tôi nói vậy đó, tôi không dám nói nhiều. Không có hợp pháp đâu. Dạ. Khổ lắm, muốn nghỉ mạng tôi chết chứ rồi. Bây giờ cô có tính gì tương lai phía trước của cô không? Tôi không biết tính gì đâu. Giờ tôi bệnh khớp, đi lại khó khăn rồi tim nó mệt. Cũng muốn cái chỗ của mình một cái ổ thôi. Mà không làm sao được, đi còn không sao đây, làm sao tôi có khả năng. Có bán tiệm người ta cũng thiếu chịu mà khó đòi nữa. Người chút tỉnh đi. Bán nhiêu có mười mấy triệu mà người ta lấy nó hốt hết trơn, mấy lần hết trơn rồi chú ơi. Ăn gạo tắm á. Gạo tắm mua 1 ký 13 ngàn đâu có tiền nhiều ăn gạo tắm. Còn đến cái hộp rồi cơm nguội sáng nấu là tôi ăn với chồng cho ăn. À cô đang nấu cơm hả? Bữa nay mình ăn cơm gì cô? Có nước mắm nè. Nước mắm ta cho nửa chai. Cô dẫn con đi một vòng lại đó được không? Cô đi được không? Chó nó hiền không cô? Hiền. À cô nấu cơm ở đây hả? Rồi cô nói cô kiếm chỗ nào cô ngồi đi. Cô ngồi đây đâu? Cái này cái thùng này ở trong đó người ta đùa tạm này xuống nè. Hồi bắt đầu đó. Dạ. Rồi cái chú khởi trong cái đem che ra. Chú mới gào cái đó giùm chứ hồi đó không có gào cái này. Dạ. Mấy chú trong ra đổ nước. Nè đập nè. Đập hình đập khuôn rồi. Dạ, người ta vô người ta đập đồ con ha. Đồ, đổ nước còn thùng đó. Dạ. Đi cái đường này nè. Rồi cây, rút cây ở đây lấy nè. Cái nhà, cái nền này là con nói của người ta hả? Của người ta hả? Cô ngồi đi, cô ngồi đây quay mặt ra đi. Cô ngồi rồi, lên cục gạch kìa. Rồi người ta lấy cái chỗ đó, người ta lấy chỗ đó nữa đó. Ôi mà cái nhà này trống quá, người ta vô phải rồi cô ơi. Lúc cô ngồi đi, con trò chuyện với cô. Lúc đó người ta vô lấy là cô có nhà không? Không, tôi đi ban đêm, tôi ngủ bụi chuối ít ở nhà. À, cũng như là ban đêm mà sợ gắn nó vô ha. Ừ. Rồi cô đi ra bụi chuối cô ngủ rồi người ta mới biết được cái hành trình của cô đi ngủ. Ủa? Vậy người ta vô đây người ta dọn đồ. Khi ban ngày cũng không có ở, cũng chừng bệnh á. Dạ. Bệnh mệt tới đâu nằm tới đó. Rồi cho chùa rồi người ta cho cơm ăn hay là chị nào cho vậy đó. Dạ. Thì cũng ở nhà đó vậy đó. Cô ngồi ổn định cục gạch đi thôi, hồi cô mệt á. Bữa nay thì hơi đỡ, hổm tiền không được, người ta kè không á.
Nãy anh Thảo giới thiệu với con thì bữa anh gặp cô là cô đi không có được. Con xin lỗi nha. Anh nói là cô lết trên cây cầu hay gì đó. Vô không nổi rồi lết không rồi. Chú đó. Dạ. Chú hỏi chắc cái chú đó hơi quên chú à. Chú đó à. Dạ. Nói cô ơi đau. Rồi cái giò cô là nhức về suốt vậy đó hả? Rồi cái sinh sống rồi cái nách này dở lên không được nè. Rồi cô uống thuốc sao cô? Uống thuốc tay rồi khi uống uống thuốc ông lục á. Uống thuốc ông lục cái bà kia ở mua về Vinh bà cho. Rồi mấy bữa nay hết rồi. Hết thuốc rồi. Dạ. Là không có tiền là uống thuốc cho. Còn có tiền thì mua thuốc tây uống. Không có mua. Thuốc mua bảo hiểm á. À có bảo hiểm ha. Ừ. Dạ. Mà uống không mạnh bằng cái thuốc khác mà. Nó hồi nó hết nó có hết trả lời chứ nó không có hết luôn. Dạ. Bây giờ khung xuống mà người ta cái khung cái nó đau. Nó đau. Nó giật. Giật sống á. Rồi quê cô là hồi xưa là quê ở đâu cô? Ở bên Túc Thiện Mỹ á. Ở bên Thiện Mỹ. Dạ. Rồi cha mẹ mất lâu rồi. À. Rồi giờ cũng như em thì cũng có mà nó bệnh nó cũng nghèo. Nó đâu có lo cho mình được. Dạ. Rồi tôi cũng vườn sống ba ngày ăn ăn của bố thí thì nhiều. Giờ ở đây cũng khổ mà đi thì không có đường đi, tôi không muốn ở đây đâu. Ở đây nhiều cái khổ khó khăn cho tôi lắm, bất lực, bất... Không hợp lệ nhiều cái lắm. Có những chuyện cô không có dám nói ra cô chú anh chị, tại vì khi mà cô còn ở đây thì sợ người ta, phiền người ta cô ha. Dạ, dạ, cảm ơn chú nói đúng rồi. Dạ, để mình nói đúng nỗi lòng của cô đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Rồi không biết đi đâu, phải ở đâu giờ, thân bệnh tật, giờ cơm gạo không có ăn. Có bữa, hai ba bữa hái giờ mới dầm với cọc cầu với cọc chai đó, luộc ăn cái nước, cái cá nhai nhai nhuyễn cho con chó nó ăn vài miếng, để nó đói rồi, tội nghiệp nó. Rồi tổng ta cho củi, mấy người trong xóm miên cũng ra ta cho củi, thì cho cơm, cho miếng gì, ta treo đó đó. Dạ. Ta treo đó, khi mình có về mình ăn, không có về thì bỏ. Còn cái cô ngăn cửa đây cô bới cơm nó cho hoài à, cô cho cái đèn pin có thể ở thầm sợ gắn dít sợ bệnh đó cô kêu béo hoài à. Dạ. Rồi đi đâu không được ở không xong rồi giờ đi mần mướn thì là mướn mà không được. Rồi hồi mình mần được người ta không có mướn rồi buồn quá. Muốn nghỉ mạng tôi chết rồi tôi mua thuốc được rồi kìa. Thôi cô đừng nghĩ vậy. Bây giờ sống khổ quá rồi giờ nói gì giờ làm sao cho rồi đấy. Còn bữa có bữa không rồi bệnh hoạn. Hồi đi không được. Khi té nằm ngang có người ta đỡ. Khi không có mình lầm cộm ngồi vậy. Thì dẫn chiếc xe làm cái chân. Thì dẫn mặn đi. Người củi ở đây cô kiếm sao cô? Người ta đem lại người ta cho. À củi người ta cho ha. Trong xóm trong ra người ta đi chợ ngang người ta cho người bó ăn bao quá. À nãy cô nói với con là những bà con người Khmer người ta đi trong đó ra cái người ta đi có đồ ăn gì người ta cũng treo để đó cho cô. Ừ. Mà khi mà cô có về gặp thì cô dùng, cô ăn. Dạ. Còn không gặp thì cũng thôi cũng bỏ luôn. Tại vì cô đi có khi cô mệt quá. Không có gì. Mệt ở đâu cô nằm ở đó luôn. Trời ơi. Nhưng mà cuộc sống cứ mãi vậy sao được cô? Cô có bà con gì người ta cho cô cái nền nhà đất gì để cô về cô tá túc nương tựa không? Không, thời cuộc bây giờ khổ lắm chú ơi. Rồi mà bà con ta cũng nghèo khổ á. Rồi già mất đi rồi đó. Dạ. Còn không có bao nhiêu. Có em thì cũng có một hai ba đứa nhưng mà nó bệnh đó. Yeah. Nó bệnh nó cũng nghèo khổ. Nó không giúp mình được nổi đâu, thằng nó không gọi nữa. Ủa cô quê mình ở đây rồi sao cô biết ở trên Long Xuyên, sao biết được chú cô? Hồi đó tôi đi mần ruộng ở bên Tiền Giang á, có chú cô mà ở bên đó. Dạ. Mần ruộng đó đất bàn á. Dạ. Rồi ở bên mần ruộng thất rồi vợ chồng thôi nhau. Ổng về xứ Long Xuyên, ổng hồi năm 92, 93 tới giờ rồi. Là mần ruộng thất cũng như là cái kinh tế bị eo hẹp, cái có những cái gầy gà xích mít cô ha. Thì nói cũng trúng. Dạ. Rồi chia tay nhau rồi cô ôm con cô đi cứ đi chỗ này chỗ kia cô làm cô sống vậy đó. Về đây cũng là tròi ở đậu lúc đó, ở đậu được. Dạ. Rồi con đi cắt lúa con nó té dưới sân. Dạ. Té cô xong. Đi cắt lúa cho người ta bà để con của nhà rồi té xong. Té nước hồi đó có 4 tuổi à. Dạ. Rồi tôi chìm nổi rồi đó giờ biết như ngoài ở tùm lum hết trơn vô gia cư vậy đó. Dạ. Là hồi đó giờ cứ bồng bềnh đây đó lên chỗ nào kiếm làm kiếm tiền rồi mới về đây khoảng một năm mấy nay thôi. Dạ. Cái chỗ mình người ta cho nhà này có bà con gì mình không cô? Đó của nhà nước. À đất này của nhà nước ha. Dạ. Rồi ai cất cái này cho cô? Con xin lỗi. Của nhà nước. Ta bỏ trống rồi tôi vô tôi ở năm mấy nay tôi mới dừng. Ủa cái này hồi đó nhà nước ta làm gì cô? Làm cái hợp tác cái gì đâu. À cái nhà này của nhà nước.
rồi người ta bỏ trống rồi cô vô đây cô ở, cô xin cô ở. Ủa, của tôi có cái tròi đằng trước á. À, cái đằng trước đó mới là của cô cắt á hả? Còn này là của nhà nước. Ừ, vậy chứ mưa hết trơn à, nắng nóng thì mưa rất là trơn. Dạ. Nóng chịu còn nổi không? Rồi giờ con hỏi cô nè, cô có mong ước điều gì cho cuộc sống phía trước của cô không? Giờ cũng lớn tuổi rồi, không có mong ước gì. Tôi muốn chỗ nào à? Được chỗ tôi ở yên thân, đừng có đi lũ ngủ lùng của bụi gì đó, tôi dưỡng bệnh thời gian á. Mà bây giờ không có bà con, bây giờ người ta nói là giờ tiền, có tiền mới được chỗ ở ổn định bằng bộ giạc vậy đó. Nhưng mà không có tiền mình ước gì được. Cái đó là người ta nói cô là có tiền mới có. À. Người ta có nói cô là nhiêu tiền cô? Nó không có nói nhiêu tiền, nó có chút mới tiền gì đó thì kiếm cái chỗ từng bằng cái bộ giạc ở ổn định. Cái chú nào, cái cô nào nó để đi xin chỗ nào cho tôi ở á. Dạ. Chú nói mà tôi chưa gặp nữa. Để xin chỗ nào cho tôi ở á. Dạ. Xin chỗ cho tôi. Tôi nói được gì thì tôi cảm ơn, mà chú đó chú nói thì chú đi đâu mất rồi, tôi không có gặp chú đó nữa. Dạ. Tôi cũng muốn chỗ ổn mà người dưỡng bệnh đi xin tối tôi đừng có đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Mà tôi không có chỗ nghỉ thân, tôi lén ra cho đêm không có dám ở, ban ngày có khi về khi không có về. Cũng như sáng nấu cơm ăn rồi cái cũng kiếm chỗ đi đầu này kia vậy đó. Khi về cho chó ăn rồi cũng đi nữa, ngủ nhờ người ta không lấy gì vô lùm, giống là im á, ngủ im rồi lấy lá chuối đẩy xe lại cho người ta đừng thấy xe đạp mình đó ban đêm á. Dạ. Sợ cô sợ mất chiếc xe mình nữa hả? Không phải, sợ người ta biết có người. À, sợ thấy chiếc xe nhà có nhà, nhưng mà cô sợ người ta hại cô hả chị? Ủa sao vậy cô? Đây nó leo dách vô mấy lần rồi đó. Gần đây. Dạ. À, cũng như con xin lỗi, giống như mình là phụ nữ ở con mình trong nhà cô sợ ha. Dạ. Nhà trống quơ trống quắt rồi cô chú anh chị, tại cô gào vậy thôi, với nhà này ta muốn vô cái một chứ có gì đâu cô. Bây giờ giữ con chó nó hữu hỷ nghe sủa đằng mình ngồi dậy á. Dạ. Giữ gán nuôi nó hữu hỷ làm. Không biết cuộc đời cuộc sống ra sao chú ơi. Giờ muốn chỗ yên thân. Muốn chỗ là yên thân để nghỉ chứ tỉnh thời gian mà. Không biết có được không. Rồi cái bệnh của cô là hồi trước giờ cô có đi khám bác sĩ gì không cô? Có, bác sĩ Cần Thơ thì đã biểu tôi luồng tim. Ồ. Năm đó 2020 gì á. Dạ. Nhưng thời điểm đó tôi không có bảo hiểm. Dạ. Cái luồng tim 25 triệu. Dạ. Rồi chuyển lên chợn, nó chào ông ta cho tiền mới chuyển lên chợn đó. Dạ. Trước dịch hay gì đó. Rồi bây giờ cũng khi đáo đi đáo lại tim rồi. Cổ lúc đắt nữa, cái này dở luôn được, rồi cái lưng bây giờ nó giật người giờ tới cái giò. Nó giảm vậy chứ vài bữa nó cũng lại rồi, có khi đi bó đi xin thuốc cầm chừng. Rồi kia nọ mà mướn 100-200 không đủ. Bữa mình có khi năm mấy bữa có tháng 2 tháng không có mặn nữa. Bây giờ tôi không có leo dừa nổi á. Một lần ta mướn leo dừa. Trời ơi, ừ. Cô leo dừa nữa hả? Sửa dừa. Sửa gần sớm đây, trong gần chùa chẳng nữa. Mà nói năm ngoái bây giờ tôi hết leo rồi, bị cái giò. Cái giò nó bị vậy đó, không có leo được. Cô chú anh chị đôi khi thì một cái mong ước nhỏ thôi, có một cái mái ấm nhỏ dù không cần phải lớn bằng cái bộ giạc cũng được cô ha. Ừ. Mà cái chỗ yên thân yên phận để mà uống thuốc dưỡng bệnh về lâu về dài cho có cái sức khỏe để duy trì cái sự sống thôi. Con xin lỗi cô, con nói câu đó nghe. Dạ. Giống như duy trì sự sống thôi chứ đâu có mong ước gì cao sang giàu có gì cô hả? Ừ. Đó, nhưng mà cũng rất là khó của chú anh chị khi mà giờ cô có thường liên hệ về với những người bà con của mình, em cô rồi này kia không? Liên lạc được không? Hồi đó giờ không có tới lui với nhau, thằng ai đấy lo vậy đó. Thì tôi đi nhiều phòng ở á, mà ở cũng đâu có chỗ. Ôi đây bán chút đỉnh ăn lấy ăn trộm lấy đôi lần lấy mấy lần lấy hết trơn, giờ trắng tay mà họ còn thiếu nợ thì mình mua chịu rồi đó. Dạ. Rồi cái nó đi cái đường nó đập hình kìa, đập hình đổ nước thùng đó, nó đổ đó. Dạ. Nó leo cái đường này nó đi đầy cái thùng rác, nó đi lấy cái đường đó. Rồi cô mỗi ngày cứ, con xin lỗi nha, mỗi ngày mình đồ ăn, mình ăn cơm rồi sao cô? Có nước mắm. Ăn nước mắm hoài vậy đó hả? Có khi người ta cho, bên kinh kia có khi cho khô, cho canh nữa. Không ý là mình có khi, cô có khi nào cô mua đồ này kia không? Có tiền thì mua đầu cá nó rẻ, ăn cho nó ăn với mình á. Dạ. Yeah. Đầu cá nó rẻ, lâu lâu mua một lần, ít tiền. Đầu cá nó rẻ 20.000 ký á. Dạ. Yeah. Ý là có tiền trong mình thì mua đầu cá, một cái gì cái rẻ đang ăn được lâu dài. Ừ. Rồi sẵn cho bé chó ăn luôn. Ừ, có bà kia lâu lâu quá cho chút chút bột ngọt hay là
chút đường hay gì đó, rồi bà cho gạo, bà bọc bọc, bà nhắc vỏ cho, bà sợ mình đói á, bà Năm trong kia. Rồi có cô Hiệp, mấy cô kia lâu lâu rồi em củi, thấy tôi đi không nổi em củi, rồi vô để múc nước với mương đổ lên cho tôi á. À, cô xài nước với kinh này hả? Dạ. À, con xin lỗi nha, giống như cô giờ là không có cái nguồn nào hết, không có nguồn thu nào hết. Tại vì tuổi cô thì chưa đủ tuổi để nhận tiền người cao tuổi nhà nước. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cô không còn đi lao động nổi nữa, không còn leo dừa gì giống như ngày trước nữa. Dạ. À, như vậy là bao nhiêu năm rồi cô? Bao lâu rồi cô? Năm mấy tới giờ. Là cũng như gần cả năm rồi đó, gần cả năm rồi không có cái nguồn thu nào hết, chỉ sống dựa vào những người ta đi qua lại người ta cho. Dạ. À, còn nếu mà không có khi cũng đi mần được 1 tiếng 2-3 tiếng cũng mần á, 1 tiếng 20 ngàn á. Dạ. Bò lết mần đừng làm bệnh, ta không mướn mình làm bộ gắn mướn mần á. Dạ. Ăn được tiền mua gạo tắm ăn, gạo tắm 1 ký 12 ngàn á. À, gạo tắm là tắm mình á hả cô? Ý là mua cái gạo rẻ đó ha. Dạ. Còn một nắm trong chổng mấy nắm nữa kìa. Là nhà cô này hết gạo rồi hả? Dạ, rồi còn cơm nấu lại tôi với nó ăn nè. Cô với bé chó hả? Cơm nguội, dạ. Cơm đã cho hôm qua đó. Cô dở ra cho bạn quay cô. Đó, là mỗi ngày cô phải nấu cơm cô với bé chó ăn. Dạ. Rồi ăn thì thường xuyên là nước mắm, còn không có gạo thì cô nói cô ăn mấy dầm vậy hả? Dạ, mấy dầm ở dưới đầu cầu đó với cái cọng rau chai á. Cô luộc hả sao? Luộc nấu cho mềm á. Dạ. Rồi bỏ miếng muối vô hút nước tương tự, nằm ngồi hút nữa. Dạ. Tỉnh ngồi hút miếng. Cô ơi, rồi điện nhà mình sao vậy cô? Câu nhà người ta hả? Người ta rút đâu người ta không biết, ta giật ta rút đâu không có nhà. Ta rút đổ, người ta đổ nước túi tôi luôn không biết á. Đổ trơn nước, bây giờ không có nước xài đó. Rồi như nước này cô xách nước nổi không? Múc cái thùng chừng 2-3 tô rồi xách vô. Xài ít nữa rồi do cơm lấy nước á. Yeah. Lấy nước rửa chén rồi ăn trộm nó lấy đồ nó đẩy thùng rác này ra nó đi đường đó nó đạp đống rác này xẹp xuống nè đổ. Yeah. Nước đó rồi, như rồi nó đập hình quậy đập hình đổ bể tùm lum hết trơn nè này hình này nè là ăn trộm vô nó đập hình nè hình mà cha tôi đau lòng lấy đồ nó đập cha tôi bể không hình này chẹo trên đó mà lý do gì nó đập xuống vậy đó. Dạ yeah, yeah, được rồi cô, con hỏi cô nè, rồi như giờ nhu yếu phẩm như đường bột ngọt nước tương nước mắm hàng ngày của cô thì sao? Không có hả? Còn một bán tiệm có mà ông trộm nãy giờ không có ăn mấy đằng. Không, ý là bây giờ là cô không có cái đó để dùng luôn. Dạ đúng rồi. Có khi cô muốn thèm miếng bột ngọt nó bỏ vô miếng rau vậy mà. Đổ kệ đi. Gắn nước. Có nghĩa là có khi mình thấy rau mát với rau chai lên cũng muốn có bột ngọt bỏ vô. Ừ. Mà không có luôn. Dạ. Trời thân khổ với cô. Mấy, lâu lắm rồi bệnh lần dắt tim anh 5, 6, 4, 5, 8. Nay lần nằm cái giọng dẫn dây lẫn lên dắt á. Đi không nổi á. Lần lại đây. Con nói cô nghe nè, cô hạn chế nằm võng đi, cái khi cái xương sống, cái cục sống của cô bị vậy nằm võng nó không hết á. Ở trên đó nó dột, khi nắng nó trên bụi giặt đó. Dạ. Bụi giặt thôi đó. Tại vì mấy ngày con cũng bị thối quá cục sống nè, con đi bấm nguyệt ngoài trộm đó. Dạ. Người ta không có cho con nằm võng nữa. Người ta cũng khuyên là ông bà lớn tuổi hoặc là nhà có người lớn tuổi đó với yếu cuộc sống đừng có nằm võng, cái xương sống nó không có thẳng được. Dạ. Nó không có đúng tư thế đó, nó bệnh thêm nữa. Rồi ban đêm ngủ cô bị nhức nhiều không? Nhức khi ngồi đi không nổi. Có khi đi tiểu ngồi chỗ đó luôn á. Dạ. Đi không nổi. Rồi cô ăn cơm một bữa được mấy chén cô ơi? Như vậy. Dạ. Rồi vậy không, không có ăn. Ăn uống thì con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, gạo đó có đủ ăn đó là khó rồi, không chỉ là cái chất gạo. Cô chia sẻ mua gạo tắm mà gạo thứ gạo rẻ đây về ăn, mà bữa nay cô nói còn mấy nhúm mà hả? Còn nè, lấy cho con. Cô dặn con đi. Cái này giống như là cái cơm tấm người ta bán anh Thảo. Ừ. Còn như đây ăn. Cái này người ta bán rẻ hả cô? 13 ngàn. 13 ngàn, rồi cô còn có như đây hả? Còn như là bởi ăn cơm nguội đó. Trừ cái này mơ mốt không có mình ăn. Tôi ăn ít nhiều nhưng chó nhiều để nó đói tội nghiệp nó. Nấu như là nấu mấy lần nữa. Trời ơi, khổ dữ anh Thảo. Ba trời. Anh Thảo cũng đi ngang đây thường lắm hả? Dạ, em đi ngang đây thường lắm.
thấy bà khổ quá trời luôn vậy mới giảm. Cũng gùng chết luôn. Dạ. Nhưng mà cô lên ngồi đi. Có khi đi không nổi, đi để vệ sinh đây nè, rồi dội nước. Bệnh của cô không trị dứt điểm nó sẽ ngày một nặng hơn đó cô ơi. Có tiền mới trị chứ không tiền chắc không. Không vậy thì cô nói thuốc, uống thuốc của ông Lục là người ta cho cô hả? Người ta cho. Người ta gửi lên đây người ta cho cô hả? Đó, người ta bao xe, người ta trả tiền đi về 120. Dạ. 120 rồi xuống Lục có mấy người đi xe chung, người ta cho, ta mua cho mình. Dạ. Cái thuốc bột á, bột mà uống hạt đỡ, giảm. Giảm ha. Rồi cái bà kia hứa cho hôm qua nay mà chắc bà đi không chịu. Bà đó ở xa lắm, bên Long Mỹ á, bà cho hoài à, có khi bà cho gạo, cho quần áo lắm. Dạ. Rồi anh ấy để bà cho cái chiếu, nên nói thôi, anh ấy để cho cái chiếu cái này. Trời ơi, con xin lỗi. Cô chú anh chị, nãy giờ con cũng vô tâm nữa, con không có cái chiếu ngủ hả? Thì bà cô kia bà nói cho cái chiếu rồi, tôi nói thôi, cho thuốc tôi cảm ơn rồi. Tôi ngủ vậy đó, đó giờ. Cái này nhà trọ nó cho bộ giặt đem về nè. Trời ơi, con ngủ trên cái bao nãy giờ con cũng không có để ý nữa. À. Là không có cái chiếu để ngủ luôn, rồi cô cứ ngủ vậy thôi. Rồi nói chung là lúc nào sợ quá thì có gì đây ngủ là lấy lá chuối chụm xe đạp đây đang cho ta biết là mình ta đựng cho ta biết ở nhà. Ở bên lùm cũng trùm cái xe luôn. Để ban đêm xì ke ai đi đường không biết mình thằng bà ngủ trong lùm. Vậy đó. Rồi con ngủ ngoài lùm mười mưa hay sao cô? Mưa thì ngồi hút rồi cả chục bao nhiêu chục lần đếm mũi nó cắn vuốt gì nè. Còn bụng có khi cái bụng nghe gờ không có cơm mà ngồi ở đây không dám. Có nghĩa là ngoài lùm có bữa không có cơm muốn nhịn đói luôn. Rồi cái gần sáng rồi nghe đại bác thanh đây vô hái rau mò bực lại có khi cái lá ủ cũng ăn luôn, luộc á, luộc chưa lá dừa đốt luộc khi chưa sôi chín không muốn ăn là sụt sạc vậy mà nó tỉnh đó chú ơi, uống nước vô á. Tỉnh á. Cũng như có cái gì bỏ bụng vô là nó đỡ, nó khỏe lại. Ừ, cái đám rau đó là sự sống của tôi đó, rau chai với rau mấy dầm với đầu cầu đó. Khi nào khổ mình không có rồi đó bức. Cô dẫn con ra đó đi, nói mấy dầm có khi ông bà cô chú không biết. Cái đó thì hồi đó con có ăn. Đây là cái này rau chai nè. Rồi mấy dầm với mương đó đó. Với đó bức ăn hoài, đụng ngày không bức nó mới còn đó. Cây đó cây mấy dầm á, ăn được đó chú ơi. Được, cái này được, con biết. Cái dầm này nè. Rồi lết ra đây vịn cậu bứt cái này nè. Cái này tước ra cô chú anh chị. Ừ, ăn. Tước ra có thể là xào này kia, mà cô này cô nói luộc. Xào đâu luộc, đổ bỏ hột muối vô uống nước. Là cô ăn cái cọng mấy dầm này với rau chai này ha. Tôi lết với xẹp đép chỗ này nè, hái với đó đó. Là bữa nào không có gạo thì ăn hái này. Với rau chai này để ăn đó. Nhưng mà có khi là cũng thèm có miếng bột ngọt bỏ vô mà cũng không có luôn. Dạ, không có. Còn cái lần trước này là của cô đây hả? Của tôi đây, nhà này của tôi đây. Dạ. Cái trong của người ta ở đậu ạ. Dạ. Anh Thảo có đi qua đây thường không? Dạ, cũng thường, đi ngang đây thường đó. Là cũng gặp cô thường hả? Dạ, gặp thường. Nhưng mà cô kiếm cái ghế gì cô ngồi đi cô. Ừ. Nhìn... Ồ, bên đây có cái đường vô xe đạp của cô đấy ha. Ừ. Dạ. Đó làm cái xe đạp, làm cái chân đó. Dạ. Có nghĩa là mình đi không có dựng, mình dựng xe đạp là mình đi được. Dạ. Còn bà kia bắt cho cái hũ đựng nước này mà bây giờ hết đổ nước tôi nổi rồi nè. Cô là cô xách nước với này lên đây. Ừ. Có khi cô kia cô đi ra cô đi ra xách giùm miếng để chổng đó. Anh Thảo ngồi nè. Này lại đây, anh lại đây trò chuyện với cô luôn đi. Vậy hả? Con thấy ở trước là hồi đó cô bán cũng còn mấy con khô cá đuối gì kìa. Thì ăn trộm cũng móc hết trơn à. Ừ, ăn trộm nó lấy đồ 3-4 tháng nay rồi bỏ luôn á. Rồi mình lấy trơn. Anh Thảo biết vụ đó không? Không biết đâu. Chú dạ, này. Cái đó em cũng chưa có quyền hiểu vụ đó. Chú dạ. Đi đâu hổng chú gặp tôi bò, chú kêu đứng chú dòm tôi rồi chú nói cái gì tôi cũng hơi quên rồi chú này nè. Nó thấy tôi bò lên nó có nước gì đặng sách chứ. Chứ bò ra bên kia có ra không, hái mé bên đó đó. Dạ. Nó lâu lâu nó cũng mọc ra nhiều á. Nhưng mà em nói anh Thảo nghe nè, ví dụ như anh em mình, em xin lỗi anh nha. Dạ. Ví dụ như anh em mình lỡ có ngủ ngoài bụi chuối thì cũng không sao, như cô thấy nghe kể, cô kể thì thấy nó đau lòng, nó xót. Cái kiểu như là cô là phụ nữ mà ngủ ngoài bụi chuối mà cô chia sẻ những ngày mưa cô ngồi gút đó là bụng thì đói.
rồi cái mệt quá thì gán bò lết gì đó đi kiếm cái rau lá gì mà lá ủ lá thúi gì cũng bỏ vô đại cô ha. Mình vậy mà ăn là no. Em thì đi ngang em cái cổ không có bà con dòng họ gì hết á. Yeah. Rồi em đi mua bò ngang qua lại hoài, bữa đó thấy nó lết ở đó. Yeah. Cái em mới dừng xe lại. Yeah. Dừng xe lại cái em bước xuống mới dẫn kè vô. Hỏi cô ơi, cô làm sao quá đó. Tôi chết cho rồi, đi giờ tôi khổ quá trời khổ rồi. Yeah. Cái nói không, cái gì không, nó từ từ. Em xem cái kênh của anh em thích lắm. Yeah. Cái em nằm nói vợ em nói, ông ơi, không lẽ tôi điện đại. Yeah. Điện cho anh Nghĩa đại coi chú có giúp được cho cổ gì không. Yeah. Mà cái nửa tháng trước em run em sợ em không có cái em là bữa đó thấy bà anh nữa em làm liều em điện anh đại cũng như là thấy cô khổ quá rồi. Dạ, thấy khổ quá em cùng đường em điện đại cho anh có thể chia sẻ có giúp được cổ được gì không. Nhưng mà anh em nói anh nghe nè, anh cũng ở địa phương đây thì cái cô thì giờ cái mong ước có cái nơi để mà che mưa che nắng mà không. Yeah. Phải là ở đây. Yeah. Rồi như mình ở đây có chỗ nào không anh? Thì em thấy đây cũng không có, mà nếu mà cái chỗ này đó thì cổ không được á. Yeah. Thì nếu không cũng ở gần em thì em cũng có chỗ ở địa phương đây. Ở đây đã đuổi nó muốn dở. Yeah. Giờ nào là dở đó, cái thằng bên đây nè. Bây giờ xuống cái giường này nó em chui đuổi nếu mà gần em dở. Cũng được thì em cũng có phương tiện thôi á. Còn ở đây thì cũng nó đang xin cho cổ coi cổ có thì cỡ đậu đây vậy đó anh. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi xuống giường giữ mít cho anh Thảo đi. Chưa biết để đó tính sao đi. Chú nói vậy còn vợ con gia đình chú nữa rồi sau này quỷ không ổn rồi mất không á. Dạ. Yeah. Mày con nói vui vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà cuộc sống của cô cứ mãi như vậy thì cũng không phải là cách. Yeah. Cô sợ là ở ban đêm một mình là cái người không có tốt bụng đi vô nên là cô cứ đi ra lùm cái bụi thôi ngủ nhờ người này kia không à. Dạ. Yeah. Hôm nay thì con được anh Thảo dẫn con đến đây thăm cô đó. Thì biết được hoàn cảnh của cô, để con xin quà cũng như tiền của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân con gửi cho cô để cô xoay sở cuộc sống khó khăn phía trước nha. Con hỏi cô nào, ví dụ như giờ con xin tiền ông bà cô chú anh chị gửi cô giữ một mình cô giữ có an toàn không? Không sao, tôi không có chung là gần ai, không ai biết cho tôi đâu. Tôi ngủ chỗ nào tôi ngủ không có cho người ta biết á. Tại vì khi mà con đăng nội dung này lên thì sẽ có nhiều người thấy được cái nội dung đó, thấy cô có cái nguồn tiền đó. Dạ. Dạ. Nếu mà cô bảo quản được cái nguồn tiền đó thì con xin phép con gửi cô ha. Thôi chú để lo gia đình chú đi. Dạ không phải của con. Dạ chứ giờ tôi cũng khổ cũng cần mà chú còn vợ còn con. Còn tôi khổ hơi già rồi sống bữa nay không được mơ ra sao thì ra. Bây giờ khổ thẳng rồi. Nước mắt là suốt năm này tới năm kia suốt cuộc đời của tôi không có. Cái chú còn trẻ hai chú cô giúp tôi cũng thấy tôi thấy ăn ủi vui, nhưng mà mình khổ thẳng mình làm khổ người khác nó không muốn á. Chứ tôi cũng muốn chỗ ở ổn rồi, cái này phải của tôi luôn rồi, tôi mừng lắm. Mà cái này người ta ham đuổi rồi dở tôi mấy lần người, mà trong khi người ta ăn hiếp tôi nhiều lần rồi, có công an chính quyền ở đây dân ở đây cũng số người biết đó mà đuổi rồi dở hoài tôi không an tâm đầu óc ham me đủ thứ nên tôi mới không ngủ nhà đó. Giờ con nói cô nghe, tạm thời thì con gửi quà với thuốc với tiền cho cô đi. Rồi cái chuyện mà kiếm cái nơi ở thì để từ từ mình giải quyết nữa cô ha. Nghĩa cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, đôi khi bột ngọt mà cô cũng có để dùng nữa. Thì nói chung thì gạo mà có đủ ăn hàng ngày là mừng lắm rồi. Chứ không có nhu yếu phẩm gì hết. Chứ không thể nói tới mà thịt cá như thế nào cô chú anh chị. Bữa nào có đi leo dừa làm gì ngày trước mà được tiền thì mua đầu cá ghẻ ghẻ về nó ăn mà cho bé chó nó dùng chung với cô chứ với... Vậy hả cô? Dạ. Cô chịu không? Dạ. Giờ con gửi quà thuốc với tiền cho cô ha. Cô vô bộ giạc cô ngồi đi, con đem vô anh Thảo tiếp em ha. Dạ dạ. Dạ. Hôm nay dạ. Sườn trống em nó cũng để đâu vậy? Để dạt đó. Dạt xuống nha. Dạ. Anh để anh đây, anh đây nè. Sập không đây? Sập không cô? Không sập. Không sập. Đầu tiên con xin phép con gửi cô là bao gạo của chị Tú ở bên nước Đức á. Dạ. Tặng cho cô bao gạo 25kg. À, cô ơi, con nói cô nghe nè, khi mà con gửi hết quà với tiền của ông bà cô chú Mạnh Thường Quân thì cô cảm ơn giúp con nha. Dạ. Trời ơi, cô uống thuốc quá trời cô chú anh chị.
Đây là bao gạo của chị Tú ở bên nước Đức, 25kg, con gửi cho cô nha. Dạ. Còn đây là nhu yếu phẩm thì con xin tiền của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida bên nước Mỹ đó. Dạ. Tặng cho cô một thùng mì nè. Cái này để dành cô ăn hàng ngày nha. Dạ. Cô cầm lạp xưởng đó cô. Bột ngọt nè. Xà bông. Nước rửa chén. Này con để đây riêng cái ha. Này đường. Nước tương. Nước mắm. Thì con xin của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida là 1 triệu đồng. Con mua cho cô gồm có mì, nước tương, nước mắm, bột ngọt, chai nước rửa chén, đường. Tổng cộng với lại cá mồi tổng cộng là 408.000. Còn lại 592.000 con xin phép con gửi cô. Cô giữ cái này cô kiểm lên con nha. 408, 410. Với 40 nữa là 450, 50 nữa là 500. Với 500 này nữa là 1 triệu là của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida bên nước Mỹ gửi cô đó. Gồm có những cái nhu yếu phẩm này với tiền nha cô. Con xin phép gửi cô thuốc của chị Dân Dòng nè. Cái này là thuốc đau khớp á. Cô bệnh khớp, thuốc này đau khớp nè. Đau nhức xương khớp, bổ xương nè, ngày cô uống nguyên nha. Còn cái này là thuốc bổ, thuốc khỏe đó. Cô mệt á, cô nhai viên vô nha. Cô đọc chữ được không? Không biết, biết. Biết chữ ha. Biết, biết. Còn cái này là thuốc gia truyền trị đau nhức, đau bao tử đâu này kia nè, bao tử HP, tiểu đường rồi luôn á. Ngày cô uống một lần, cô uống một gói nhỏ này nè. Thuốc này là thuốc nam, không sao cả, không có giữ nước gì hết á. Dạ. Đó. Rồi, uống khoảng cách này nha, cách 2-3 tiếng không uống thuốc tây nha cô. Thuốc của chú Minh La với cô Năm bên nước Mỹ tặng cô đó nha. Còn cái này thuốc của chị Diệp Phạm nè, cô đọc chữ được đúng không? Dạ. Này thuốc cảm giảm đau hạ sốt. Dạ. Là cái nào cũng là uống nguyên nha cô, ăn rồi mới được uống nha. Dạ. Cái này là thuốc chị dị ứng sổ mũi ngứa. Còn cái này là thuốc giảm đau cơ đau khớp nữa nè. Dạ. Này, đúng với bệnh của cô luôn đó. Còn đây là sâu chuỗi của gia đình cụ bà 100 tuổi bên nước Mỹ đó. Con gửi cô đeo đi, ban đêm con niệm Phật ở con mình niệm Phật đi cho Phật trời phù hộ mình nha. Dạ. Đêm con ngủ có niệm Phật không? Dạ có. À, đây cái máy nghe kinh nữa nghe cô. Dạ. À, cái máy nghe kinh để hồi sau video thì con sẽ bắt lên con chỉ cho cô bắt nha. Đây cô, đây là chai dầu xanh của chú Minh La bên nước Mỹ, cô sức này thơm không? Ở trong đời đó giờ mới thấy lần đầu. Ôi gì là Phật, phù hộ, cảm ơn. Dạ, không biết nói gì sao, cảm ơn chú. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn quý mẹ Mạnh Thường Quân. Dạ. Ở trong đời đó giờ mới biết cái dầu á. Dạ, cô để dành cho cô biết mở không? Mở dặn sao? Hồi dặn, cô đè ra, vừa đè vừa dặn, vừa cái tay mình đè xuống này dặn ra. Chứ cô dặn không nữa không ra. Ừ. Để hồi con chỉ cô kỹ lên nữa. Cô vui không? Dạ. Bác quá, mừng quá. Mừng quá. Con xin phép xin thưa quý ông bà cô chú anh chị thì biết được hoàn cảnh của cô cũng nhiều. Con xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, con cũng không biết dùng từ gì hơn nữa. Tại vì đôi khi đối với cô thì cuộc sống của cô ở phía trước thì còn mịt mù xa xôi lắm. Gạo thì còn không có đủ ăn nữa. Không chỉ là mong ước cái gì khác xa xôi. Thậm chí cô chú anh chị thấy cái nơi cô ngủ là không có đằng được cái chiếc chiếu nữa. Phải mai bằng cái manh bao nè. Manh bao đã cũ rách rồi cô chú anh chị. Nơi ở đây thì cô ở đậu của cái căn nhà này của nhà nước. Nhà nước mà cô chia sẻ thì mỗi đêm mà nước ngập á, ngày nước ngập gì đó thì gắn rít con này con kia nó bò lên đây. Cô cũng sợ, cô không dám ngủ ở đây. Với lại là sợ những người không có tốt bụng vô khi ban đêm đó. Nên cô ngủ được thì ngủ nhờ người ta, không được thì ra ngoài bụi chuối gì đó cô ngủ. Cô cầm tiền này lên đi. Nên là con xin phép, con xin tiền quý ông bà cô chú anh chị, con gửi cho cô để trước là cô lo trị bệnh của cô ha. Gạo thì giờ mình có rồi, có 25 kg gạo, con nghĩ cô ăn cũng lâu đó.
cô dùng cũng lâu này kia, thì giờ trị bệnh để mà giảm hoặc hết bệnh gì đó cô đi làm để lo cho cái sự sống phía trước cô ha. Đầu tiên thì con xin phép con gửi món quà của chị Nguyên ở nước Úc gửi tặng cô 500.000. Cảm ơn cô Nguyên. Hồi con đọc hết đây rồi cô cảm ơn chung ha. Con xin phép quý ông bà cô chú. Cô Dung ở nước Úc gửi tặng cô 500.000. Ông Michael Whelan ở tiểu bang Minnesota bên nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Gia đình cô Tám ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng cô 500.000. Dì Tư Gợ ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng cô 500.000. Cô Bằng, cô Hai ở nước Úc gửi tặng cô 500.000. Chú Nguyễn Thanh Cường ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Anh Duy ở nước Mỹ gửi tặng cô 1 triệu đồng. 500 1 triệu là của anh Duy ở nước Mỹ. Bác Thi 94 tuổi, mẹ chị Vân Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng cô 500.000. Gia đình cô Nguyệt, gia đình cô Nguyệt nãy tặng máy nghe kinh cô đó, là tặng cô 500.000. Chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương gửi tặng cô 500.000. Một chú ở Trần Đề Sóc Trăng gửi tặng cô 200.000. Và một chị ở Phú Quốc gửi tặng cô 200.000. 100, 200. Rồi cô cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi cô. Dạ, anh xin cảm ơn mà các Mạnh Thường Quân giúp đỡ tôi. Dạ, anh xin cảm ơn nhiều. Dạ. Thì cô dùng tiền để cô mua thuốc đó. Dạ. Mua thuốc uống. Dạ. Dạ, tôi không biết nói gì, tôi cũng cảm ơn mấy chú. Dạ. Cảm ơn anh Thảo. Dạ, cảm ơn anh chú Thảo luôn. Dạ. Dạ. Cô vui không? Vung. Vung. Mới nhận được cái số này vung tay chứ. Hồi đó giờ có ai cho cô vậy không? Dạ, không có. Có dạ. Gạo cơm là chút đỉnh. Có gạo cơm bà con cho mình chút đỉnh thôi ha. Dạ. Còn tiền thì không ai cho mình nhiều vậy hết. Dạ. Cô nói lại con nghe đi, cái mong ước của cô giờ là gì cô? Tôi ước là được cái chỗ ở đừng bị bằng bụi giạc thôi, bự vậy đó. Để nghỉ ngơi, tuổi già đi làm mướn không được đó. Nghỉ ngơi bệnh hoạn đó. Có sức khỏe để mệt, có khi nằm mày lùm, mày bụi trên bờ, trên đường, hay mà mày đóng cỏ rồi vậy đó. Nó nắng đó, rồi nó mệt. Rồi con kiến nó bò nó cắn rồi. Nó mệt, nó không có sức khỏe. Đi lại khó khăn lắm, hồi đi được không được, dịnh cái xe đạp á, rồi đi á. Có nghĩa là giờ mong ước có một cái nơi ổn định để ở, không phải ở ngoài bờ ngoài bụi nữa. Dạ. Chỗ này người ta đòi rồi, người ta đòi dỡ mấy lần rồi. Mà không phải chủ mà người ta đòi dỡ, nói vậy chú hiểu rồi đó. Con hỏi cô nè, cô có ví dụ như cô có từng nghĩ là mình vô chùa ở không? Sợ mình vô chùa cũng có chứ, người ta có đâu đó lề lối đàng hoàng rồi. Sợ mình vô không vừa ý người ta rồi nó không ổn á. Có những chùa thì nuôi những cụ già lớn tuổi đó. Dạ. Của thầy Nhuận Đức ở ngoài Vũng Tàu cũng nuôi dưỡng ở đó, nghe kinh, học đạo, dùng chay. Dạ. Thì thầy sẽ nuôi. Dạ. Chú nói chú cũng cảm ơn để tính thời gian, bây giờ đầu óc nó không có tỉnh táo gì, nó mệt, nó hồi hộp vậy đó. Rồi hôm nay tôi nhận được số này quá trời mừng rồi. Nó hồi hộp mà rung, trong mình nó rung lên, nó rung bên ngoài. Tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn mấy chú với Mạnh Thường Quân á. Dạ. Tôi xài, ăn xài lâu lắm á. Cô cũng mua gì ăn? Bao lâu rồi? Con hồi xin lỗi cô nha. Hồi, bao lâu rồi cô chưa mua thịt ăn? Hồi tháng 11 năm ngoái tới giờ. Tháng 11 năm ngoái tới giờ, tháng 11 năm rồi là có mua ha. Có mua. Lúc đó là cô còn bán quán đúng không? Ừ, mua 10 ngàn, 20 ngàn, bây giờ năm ngoái thì không có mua mà. Ăn trộm lấy đồ bán tiệm hết, rồi bột ngọt không có ăn luôn đó. Có bà kia, bà Năm kia lâu lâu quá cho miếng vậy đó. Lúc này bà đi mổ mắt rồi. Tôi đi lại khó khăn, không có vô nhà trọng thăm cho bà. Dạ. Dạ. Mày bà bỏ muối vô hút cái nước vậy đó. Bữa đi không nổi, cũng không có nấu được gì đâu. Nhưng cái tương lai phía trước của cô thì con cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì bây giờ nếu cô có một cái nơi ở, ví dụ đi, con ví dụ may mắn cô có được nơi ở thì cái công việc phía trước để làm ra tiền cũng khó nữa, tại vì cô bệnh suốt à. Dạ. Đi không được, nhưng được để xương sống nó muốn giật, nó giật á. Rồi hai mắt nổ này bác sĩ không mổ được á. Cái mặt này muốn sưng á, muốn không nó không á. Rồi bác sĩ Vinh Long không có mổ, bằng giấy một tháng mấy rồi lên chỗ người ta không mổ được. Dạ, cái đó là mổ kêu bằng mổ từ thiện á cô ha. Mổ bảo hiểm. À, mổ bảo hiểm.
bác sĩ nói thần kinh đừng khóc nữa, bác sĩ chịu giúp cho mà cái gì khóc quá là nó ảnh hưởng. Rồi lên chỉnh một lần rồi không có mổ, về giờ nó cũng mờ không có thấy được, hồi thấy hồi không có mờ, tôi nhìn chú đen thui à. Ủa nhìn con không thấy hả? Đen, thấy người nào cũng thấy đen chứ không có trắng, nó mờ 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 rồi nè, bên đây thì nó lu buồn, bên đây nó mờ cái gì nó án mình vậy đó. Con cũng chúc mừng cô ngày hôm nay được nhận được quà của ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm. Dạ. Con cũng xin thay mặt cô chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến cô. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành ông bà cô chú luôn bình an mạnh giỏi và hạnh phúc. Hồi đó cô có đi chùa không? Có. Có đi chùa ha? Có đi hoài. Dạ. Giờ niệm Phật đi đường niệm Phật, nằm niệm Phật, đi niệm Phật. À. Có quy y chùa của thầy thầy chết rồi đó. Vệ phụng đó, quy y 6 năm. À, cô có quy y chùa, quy y Tam Bảo nữa. Thầy mất rồi. Dạ, trong tháng giờ cô có dùng chay không cô? Có. Có dùng chay nữa ha. Dạ. Dạ, thôi ban đêm ngủ có sâu chủ của gia đình cụ bà 100 tuổi đó. Dạ. Cô niệm Phật cho Phật trời phù hộ mình cô ha. Dạ. Dạ, con thấy ở đây thì nước sinh hoạt của cô cũng khó, giặt giũ rồi quần áo này kia cũng khó, mà đem lên đây nấu nướng rồi cũng khó nữa, với lại khó với cô á, là do cô đi đứng không có khỏe rồi xách nước lên mệt quá. Dạ. Dạ. À, dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là câu chuyện ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị về cuộc sống của cô đây. Con xin lỗi cô là cô thứ mấy? Của cô Tư. Sống trong một cái căn nhà này không phải của cô đâu cô chú anh chị. Thì những gì cô chia sẻ khi nãy đó, đó là câu chuyện ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Dạ. Yeah.